Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký visa Working Holiday New Zealand đơn giản và cập nhật mới nhất nha. Ngoài ra còn có những mẹo để giúp cho mọi người có thể chuẩn bị visa tốt hơn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào trang Online Services để có thể đăng ký tài khoản làm visa ha. Chúng ta sẽ bấm ở đây để tạo tài khoản. Và ở đây chúng ta sẽ điền các thông tin cá nhân của chúng ta vào ha. First name, ở đây thì các bạn sẽ điền cả chữ lót và tên luôn nha các bạn. Sau đó family name thì chúng ta sẽ điền họ của chúng ta. Tiếp theo sẽ điền địa chỉ email. Và sau đây là tên người dùng. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh đặt tên người dùng của chúng ta. Nhưng mà các bạn nhớ tên người dùng này để xíu nữa chúng ta có thể đăng nhập vào nha. Sau đó chúng ta chọn mật khẩu cho cái tài khoản này. Và sau đó chúng ta xác nhận lại mật khẩu. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn một câu hỏi bí mật. Cái này để bảo vệ tài khoản đó các bạn. Thì ở đây có rất là nhiều cái câu hỏi khác nhau. Thì chúng ta có thể chọn những câu nào mà chúng ta thấy phù hợp ha. Và các bạn nhớ ghi lại. Tại vì lỡ quên câu trả lời á, thì chúng ta nhớ cái câu này. Chúng ta có thể đăng nhập và sửa lại cái mật khẩu. Rồi, ví dụ ha. Rồi mình sẽ ghi câu trả lời ở đây. Sau khi điền hết các thông tin rồi thì chúng ta bấm vào là chúng ta đồng ý với các điều kiện và điều khoản. Sau đó chúng ta bấm đăng ký. Khi đăng ký xong thì sẽ có thư xác nhận gửi về email của chúng ta. Thì chúng ta sẽ mở email ra và bấm xác nhận là đã đăng ký nha các bạn. Rồi vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản rồi đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới phần đăng ký nha. Để đăng nhập thì các bạn nhập tên người dùng và mật khẩu hồi nãy vào. Rồi sau đó chúng ta bấm login. Chúng ta sẽ bấm vào click here to apply. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống nha. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Thì lúc mình quay á, thì thời hạn đăng ký đã hết rồi. Để xem thời hạn đăng ký thì các bạn sẽ coi trên trang web của New Zealand nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn khi mà cái này nó open á, thì chúng ta sẽ điền như thế nào. Đây là các mục cần điền nè các bạn. Do số lượng đăng ký rất là đông, do đó mỗi năm khi mà mở ra thì chỉ cỡ vài phút là số lượng hồ sơ đăng ký đã đủ rồi. Do đó các bạn hãy cố gắng là xem video vài lần để có thể là nhớ thứ tự của các khung điền. Khi mà mở đăng ký thì các bạn đã thuộc rồi, các bạn không cần phải đọc lại nữa mà vẫn có thể điền đúng. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên là family name, điền họ nha các bạn. Tiếp theo given name số 1 ở đây. Thì các bạn điền cả chữ lót và tên luôn nha các bạn. Ở đây có given name 2, 3 nè. Nhưng mà các bạn đừng có chia chữ lót mà điền vào trong đây. Nó sẽ bị lẫn lộn thứ tự rất là khó. Do đó các bạn sẽ điền hết các chữ lót và tên ở khung given name 1 nha các bạn. Còn family name chúng ta sẽ ghi họ. Rồi. Ở đây chúng ta có tên gọi khác không thì chúng ta sẽ ghi ở đây ha. Ở đây là cái giống như là cái đích danh của chúng ta á các bạn. Thì các bạn có thể là chọn là ông, bà hoặc cô ha. Ở đây mình chọn cô. Tiếp theo là về phần giới tính thì có nam hoặc là nữ. Rồi, tiếp theo là một ngày sinh thì các bạn điền ngày tháng năm sinh vào nha. Và ô này chúng ta sẽ chọn là quốc gia mà chúng ta sinh ra. Mình chọn Việt Nam. Tiếp theo là phần địa chỉ thì chúng ta sẽ điền địa chỉ chúng ta đang ở vào nha. Đầu tiên là số đường nè, tiếp theo là tên đường. Suburb này ở nước ngoài giống như là cái làng xã thị trấn á, thì chúng ta có thể điền vào. Còn bạn nào ở thành phố thì chúng ta cứ điền tên thành phố vào luôn ha. Điền để cho cái khung này nó không có bị trống. Nếu mà bị trống thì nó rất là dễ bị báo lỗi nha. Rồi tiếp theo là thành phố, quận huyện và mã bưu chính, mã PIN. Thì mình điền mã 700.000 là mã chung cho Việt Nam luôn. Rồi sau đó chọn quốc gia thì chúng ta chọn Việt Nam nha. Mục tiếp theo contact details là cái thông tin liên hệ của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ điền số điện thoại. Chúng ta có thể là điền một số chung hết nha. Ở đây họ kỹ họ chia ra là số điện thoại ban ngày, ban đêm hoặc là số điện thoại di động. Chúng ta chỉ cần điền một số duy nhất và chúng ta copy, chúng ta pass hết ba khung này cho nhanh nha. Rồi, ở đây là địa chỉ email. Thì đây là địa chỉ mà chúng ta sẽ nhận thông tin về visa. Cho nên các bạn lưu ý là điền đúng địa chỉ email vào đây nha. Rồi câu này là chúng ta có phải là đại diện bởi cái tư vấn định cư hay không thì chúng ta chọn no nha. Ở đây là chúng ta đăng ký cho chính mình, cho nên chúng ta sẽ chọn no. Tiếp theo là bạn muốn họ liên hệ với bạn theo cách thức nào thì ở đây mình sẽ chọn là email nha các bạn. Rồi bạn có thẻ Visa hoặc Mastercard không? Ở đây chúng ta chọn có nha. Thì khi thanh toán thì chúng ta sẽ dùng thẻ thanh toán quốc tế là Visa hoặc Mastercard để thanh toán cho Visa. Rồi sau khi xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm next nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn một Identification ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ điền thông tin hộ chiếu của chúng ta vào. Lưu ý là các bạn phải dùng hộ chiếu còn hạn ít nhất từ 6 tháng trở lên nha các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ điền số hộ chiếu nè, Passport Number, điền vào đây nha. Sau đó các bạn nhập lại cái số này một lần nữa. Sau đó chúng ta điền cái ngày hết hạn
của cái passport của chúng ta, hộ chiếu của chúng ta ở đây nha. Và lưu ý ở đây là cái công dân của cái nước mà chúng ta giữ cái hộ chiếu này nè, thì ở đây sẽ là Việt Nam nha các bạn. Tại vì cái form này là mình quay mẫu cho các bạn thôi, do đó ở đây hiện là Mỹ. Nhưng mà nếu mà đúng á, thì cái form của các bạn ở đây phải hiện kiểu Việt Nam nha. Một này sẽ là cái giấy tờ tùy thân khác của chúng ta. Ở đây chúng ta có thể là chọn bằng lái xe nè, giấy khai sinh hoặc là căn cước. Thì mình sẽ chọn căn cước nha. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái ngày mà cái căn cước của mình được cấp ở ô này. Rồi tiếp theo là ngày căn cước hết hạn. Rồi sau đó chúng ta bấm tiếp theo nha. Mục tiếp theo chúng ta điền là occupation details, là về cái nghề nghiệp của chúng ta. Về một nghề nghiệp này thì chúng ta sẽ chọn tương đối, không có cần phải thiệt là chính xác nha các bạn. Chọn tương đối gần giống nhất với công việc của chúng ta là được. Rồi ở đây chúng ta làm trong lĩnh vực gì thì các bạn có thể điền ở đây nha. Ví dụ như là trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực tài chính, xây dựng vân vân. Thì các bạn có thể coi gợi ý trong cái full list này nè các bạn. Đó. Chúng ta xem qua nha. Nhưng mà chúng ta chỉ cần điền tương đối thôi là được rồi. Ví dụ mình làm trong ngân hàng thì mình điền ở đây. Rồi ở đây công việc của chúng ta là gì thì chúng ta ghi vào nha. Ở đây họ có một lưu ý nè, thì công việc chính của chúng ta, ví dụ như là chúng ta làm nhiều công việc khác nhau đi, thì chúng ta chỉ ghi công việc chính thôi. Và công việc này thì chúng ta dành nhiều thời gian làm trong vòng 12 tháng. Và nếu mà chúng ta không có làm việc trong vòng 12 tháng á, thì chúng ta sẽ dùng cái công việc trước đó của chúng ta để điền vào. Và nếu mà chúng ta không có đi làm trong vòng 5 năm hoặc là hơn, thì chúng ta sẽ lựa chọn là không có đề cập tới và bấm Next nha. Mình xác nhận là không phải người máy nè các bạn. Click vào và bấm Submit. Rồi chúng ta qua mục tiếp theo nha. Ở mục này thì chúng ta sẽ khai về tình trạng sức khỏe của chúng ta. Ở đây là bạn có cần phải yêu cầu về điều trị y tế gì khi mà ở New Zealand hay không. Chúng ta chọn No nha. Bạn có bị bệnh lao phổi hay không. Ở đây chọn Không luôn. Bạn có những tình trạng y tế nào sau đây không. Ví dụ như là bị ung thư nè. Hoặc là các vấn đề về bệnh tim. Hoặc là có vấn đề về tâm thần, thể chất. Hoặc là về phát triển trí tuệ. Ở đây chúng ta chọn No nha các bạn. Rồi bạn có những cái bạn có những tình trạng y tế nào mà cần phải chú ý đặc biệt hoặc là chăm sóc khi mà ở New Zealand hay không? Như là bạn cần phải vào bệnh viện, phải nhập viện, hoặc là cần phải chăm sóc tại nhà, chúng ta chọn No hết nha. Hoặc là bạn có đang mang thai hay không, chúng ta cũng chọn No nha. Nếu mà trong những mục trên này có câu nào mà bạn trả lời là Yes á, thì các bạn cần cung cấp thêm về thông tin, ví dụ như là về tình trạng của bạn như thế nào ở khung này nha các bạn. Trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn visa này, bạn đã từng sinh sống hoặc là đã đến thăm những quốc gia mà cộng lại là tổng thời gian từ 3 tháng trở lên mà không được xem là quốc gia có tình trạng lao phổi thấp hay không. Hiểu đơn giản có nghĩa là nếu mà bạn sinh sống hoặc là tới thăm những nước có tình trạng lao phổi cao thì bạn phải chọn Yes, còn nếu không thì bạn sẽ chọn No nha. Thì nếu các bạn không chắc chắn thì các bạn có thể xem danh sách các quốc gia ở đây. Việt Nam thì sẽ nằm trong nước là có tình trạng lao phổi cao nha các bạn, do đó các bạn sẽ chọn Yes. Sau đó chúng ta bấm Save và chúng ta bấm Next. Rồi qua mục tiếp theo là chúng ta sẽ khai về tình trạng nhân thân, character. Hiểu nôm na là chúng ta chưa có từng phạm tội hoặc là bị trục xuất hoặc là phạm những cái tội rất là đặc biệt, vũ trang này nọ đó các bạn. Rồi câu đầu tiên là giống như là bạn trước đây bạn có từng bị ở tù trong vòng 5 năm hoặc là những cái phạm tội nào hay không thì chúng ta chọn No nha. Nếu mà câu nào các bạn không rõ thì các bạn có thể copy paste hết, các bạn để vào Google dịch nha. Ở đây mình dịch đơn giản để các bạn nắm ý trước, nghĩa là trong vòng 10 năm bạn có từng phạm những cái tội nào hay không, ví dụ như vậy chúng ta chọn No luôn. Bạn có bị trục xuất ở quốc gia nào không thì chúng ta chọn không nha. Nếu mà chúng ta đã từng bị thì chúng ta phải ghi rõ vô là ngày và cái quốc gia. Rồi ở đây chúng ta có từng bị giống như là ở tù phạm tội hay là phạm pháp gì không thì chúng ta chọn No hết ở mục này nha. Rồi nếu mà chúng ta từng có thì chúng ta phải cung cấp thông tin về việc đó nha. Sau đó chúng ta bấm Save lại và chúng ta bấm tiếp tục. Rồi thì sắp xong rồi các bạn, cố lên cố lên. Ở đây là một về cái điều kiện của Visa Working Holiday New Zealand nha các bạn. Rồi trước đây chúng ta đã từng được cấp cái visa này hay chưa thì chúng ta chọn No nha. Ta có đủ tiền để trang trải trong cái quá trình mà chúng ta sống và làm việc ở New Zealand hay không. Cái này là yêu cầu về tài chính của visa đó các bạn, thì chúng ta sẽ kiểm tra là cần bao nhiêu tiền ở đây nha. Hiện nay á thì Việt Nam mình thì sẽ yêu cầu là 4.200 đô New Zealand, nếu mà đổi ra thì đâu đó dao động khoảng là 63 cho tới 70 triệu tùy tỷ giá ha các bạn. Rồi chúng ta chọn Yes nha, là chúng ta đủ cái tài chính cho visa này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái ngày mà chúng ta sẽ dự kiến tới New Zealand. Rồi bạn có từng ở New Zealand trước đây hay không? Thì mình chưa từng thì mình sẽ chọn No nha. Nếu mà có thì bạn đã từng ở khi nào?
Câu tiếp theo là chúng ta có đủ tiền để mua vé máy bay khi mà chúng ta phải rời New Zealand sau khi visa hết hạn hay không? Chúng ta chọn yes nha. Tất nhiên là chúng ta đủ tiền rồi. Chúng ta có đáp ứng đủ điều kiện của yêu cầu visa working holiday New Zealand hay không? Chọn yes nha. Vậy là chúng ta khai xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm submit. Trang tiếp theo chúng ta click chọn yes hết nha các bạn, là chúng ta đã đọc và hiểu các quy định của visa. Rồi chúng ta sẽ tới với phần thanh toán nè, bấm vào pay now, bấm vào chữ proceed. Cuối video mình có mã tặng 30.000 cho bạn nào chưa mở tài khoản ngân hàng đó. Xíu nữa thì bạn xem tới cuối video để nhận mã này nha. Rồi điền tên của người trả tiền là tên của chúng ta đó các bạn. Phí visa hiện nay là 670 đô la New Zealand, thì mỗi năm phí này mỗi tăng hu hu. Các bạn điền số thẻ, ngày hạn và mã số bảo vệ, sau đó tên trên thẻ và bấm thanh toán. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ thấy màn hình như thế này nè các bạn. Họ sẽ gửi email cho chúng ta để xác nhận và yêu cầu chúng ta sẽ đính kèm một số giấy tờ kèm theo, ví dụ như là bằng cấp, chứng chỉ tiếng Anh, vân vân. Thì các bạn sẽ xem email đó để chuẩn bị các giấy tờ phù hợp nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi khám sức khỏe và lấy sinh trắc, lấy dấu vân tay. Thì mình sẽ hướng dẫn trong những video sau. Do đó hãy bấm follow mình để không bỏ lỡ những video sau nha. Chúc các bạn may mắn và nộp visa thành công nha. À và mình còn một số quà tặng cho các bạn nữa, đó là học bổng học tiếng Anh PTE để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho visa, cũng như là học bổng học nghề barista để giúp các bạn dễ kiếm việc nữa. Học bổng có hạn thôi, do đó các bạn nhanh tay đăng ký nha. Thông tin thì mình sẽ để trên màn hình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp bạn trong những video sau.